Dạ. Lời nói đầu tiên, Út Hà cũng xin mến chúc quý cô chú, quý anh chị, em Út và tất cả quý khán giả trên đường lai trong và ngoài nước một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Thì hôm nay cũng đủ cái duyên lành, Út Hà có biết qua được một cái hoàn cảnh của chú này trong ngôi nhà gồm có 3 người. Vợ thì cũng không có được bình tĩnh, chồng thì cũng không có tỉnh bình, giống như là lơ lơ lửng lửng. Có thêm một thằng con thì trói giò suốt quanh năm suốt tháng mà cũng không có để trong nhà nữa. Nên nghe hoàn cảnh thương tâm nên Út Hà đến đây chia sẻ, nhờ được chia sẻ để cho quý thằng Quân coi vậy hả? Dạ. Dạ, là mấy còn đông nữa ha, nhưng mà mấy người nãy dài. Dạ. Dạ. Thì đúng rồi. Dạ, để con chúc con hỏi. Đây là anh này là chủ nhà, đứng bên đây là con để thấy chị, dính chị. Mình quay, mình phải quay ngang. Rồi đó, quay đi. Chị Sáu. Chị Bảy là chị kia. Dạ, anh tên gì vậy? Rồi anh nhiêu tuổi? 70 tuổi hả? Rồi gì chúng không bé? Rồi bà nhà đâu rồi? 70 kia bằng chú đi, đi chợ hả? Dạ. Rồi cái em này là sao? Con của chú hả? Em tên gì vậy? Con tên gì con biết tên con không? Em tên gì? Em tên Lộc. Ờ, Lộc nhiêu tuổi rồi? 30. Lộc 30 hả? Vậy hả? Ờ, Lộc 30. Rồi Lộc có người yêu có gì chưa? Nó ba mấy thì biết không? Chưa hả? Dạ, thì em cũng chào mấy chị nha. Dạ. Mấy chị này thì ở sớm nha. Dạ, ở sớm. Chị ruột á hả? Ruột. Dạ, chị thứ mấy? Thứ hai. Em có gia đình rồi hả? Ở riêng bên ha. Dạ. Cũng có tiền mà che cái mấy hiên ở chứ đâu có tiền. Đó đó ha, che nhỏ đó rồi, đó đó ở đó ha. Dạ. Rồi em Lộc hồi sáng giờ ăn gì chưa? Chưa. Thấy người ta để đồ kìa, đồ ăn kìa, sao em không để trong, để ngoài nắng nó hư rồi sao? Rồi sao em Lộc này sao mà mình xích giò lại hả? Là nó đi phải không? Cũng như thả nó ra. Để đi con, để đi. Cũng như thả nó ra rồi nó đi lạc. Hồi lần nó đi lạc một lần, nó đi ra tới ngày quận 7 trời ơi. Đi dữ vậy hả? Tới Sài Gòn luôn. Rồi. Đó nó đi lạc là gì? Quay chở Quân Sơn quận 7 thôi. Em nói gì đó, em nói đi, hỏi thăm đi, giống như chị hỏi vậy đó. Về, rồi mẹ nó đi kiếm về được, rồi mẹ nó xiền lại không cho nó đi nữa. Mới sợ nhắc mày chưa gì không? Có hiếu dữ ta, ăn rồi cho ba ăn nữa. Rồi có người yêu chưa? Chưa. Rồi có yêu ai sớm này không? Nói thiệt đi. Có không? Sao vậy? Sao không yêu? Có nhiều chết loại rồi sao đi. Vậy là bộ yêu người yêu xa lắm hả? Ở đâu lận? Dạ, ăn nhậu lâu ngày á. Người yêu ở đâu lận mà mình xa? Bên sông hả? Ừ. Cô đó có chồng chưa? Chưa hả? Chưa. Ồ, rồi mình yêu cổ lâu chưa? Lâu rồi. Vậy hả? Trời ơi, rồi khóa đi xích hoàng không được gặp mặt cổ luôn hả? Hả? Trời ơi, thấy thương vậy. Mà người ta có yêu lại mình không? Có. Trời ơi, lâm ly luôn. Cái này đâu anh nói không hiểu được á. Nó nghe nè. Rồi, em nói em tên gì? Em tên gì? Tên Lộc. Em tên Lộc, rồi còn cái người yêu của anh tên gì ạ? Quen mà không biết tên hả? Có nói chuyện với người ta không? Có. Nói chuyện mà sao không biết tên? Không. Quen đâu mà quen. Nó có quen ai đâu quen trời. Lộc. Lộc ơi, quen là chỉ bốn mắt nhìn nhau muốn chào bốn họng luôn hả? Kêu ta không à? Kêu em vậy hả? Kêu em vậy đó hả? Tối nay kêu em không vậy? Rồi em đói rồi em có la làng không? Kêu cái bữa ăn nó cũng kêu. Kêu à? Cái bữa ăn nó kêu. Nó kêu mà mình không lấy rồi cho kịp nó kêu chạy không á. Vậy hả? Rồi hồi nhỏ sanh nó ra là nó bị vậy luôn hả chú? Lớn bị hả? Còn cô còn sao? Rồi. Vậy hả? Mẹ cũng quên nhớ hay sao? Ừ. Đi gì đó và chị em ta cho tiền cho gạo đồ gì ăn cưng ơi. Dạ còn cô rồi cô làm sao? Ở
ở xóm à, chứ không ở xóm gì hết. Dạ. Nhưng thấy nó vậy rồi tội nghiệp rồi. Năm nay năm nay con nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi được 73 tuổi rồi. Con không có nịnh con nha, con thấy con nhân hậu lắm đó, nổi lên gương mặt á. À, mà rồi cái cô thấy con cũng thương nữa, nghe dạ. Cô nói cái tôi mới ham đi xuống đây nè. Dạ. Cái tôi ở trên kia kìa. Dạ. Rồi cô cũng nói giùm trên mạng cộng đồng mạng với mặt trận gì đó. Dạ. Giúp đỡ giùm được mắc ơn nhiều. Dạ, giúp là giúp cái gì á, con muốn giúp cho cháu cái gì? Cũng như cháu nó ở gì nè, rồi cho nó có đừng có mưa có gió gì đó. Ờ, hiện bây giờ là nó ở trên cái võng này nè ha. Rồi che cái miếng vải vậy đó hả, rồi trời mưa rồi sao cô? Mưa rồi sao? Rồi mưa thì cũng kéo thẳng thẳng ra. Chàng ơi. Chứ biết sao giờ? Bằng đêm rồi tối nó ngủ ở đâu? Rồi. Dẫn vô nhà. Dẫn vô nhà. Dạ. Yeah. Dẫn vô nhà hả dưỡng hai? Chứ đâu có để đi luôn được. Cho nó vô nhà. Tối ngày là nó ở đây không à. Dạ. Tối ngày nó ở đây không, nó không có vô nhà. Chỉ có bằng đêm á nó về ngủ rồi, nó vô ngủ là ngủ ở nhà thôi. Rồi chó suốt mùa thu vậy đó hả? Tối ngày nó ở đây không à. Không có chân à, cái chân là buộc em suốt mùa thu luôn. Trời ơi, tôi thấy sự nghiệp lắm cô ơi. Dạ. Tôi đi nhà cả rồi mà không có tiền. Dạ. Nó đi lạc cái lần nhỏ nữa, nhẹ nữa. Dạ. Rồi con cháu cho tiền không rồi đâu giúp gì được đâu. Dạ, cho nó không. Cái tôi mang ơn. Dạ, cô giúp lại vậy cũng quý báo rồi. Thì Úc Hà quay cái clip này thì con cũng nói với cô là cũng tùy cái duyên. Ví dụ như quay lên mà người ta thấy thương em này thì người ta sẽ giúp cho em. Chứ mình cũng không có hứa trước được. Dạ. Dạ. Nó nghe nè, nó nghe nè. Biết hát không? Ca một bài coi. Ca một bài đi, tôi qua bển rủ người yêu qua cho. Biết ca bài gì ca đi. Ca gửi lời qua bển đi cho người ta nghe, người ta đi qua. Ca một bài đi, cái anh nó cho từ mua uống kìa. Mua gì? Mua bia. Trời, uống bia không hả? Bây giờ hát đi rồi tôi cho tiền nè. Ca đi. Trời, cô cho tiền luôn. Ca đi, cô cho tiền mua bia uống. Ờ. Bản gì đó ca đi. Có biết hát không? Hồi nào giờ có hát nghêu ngao không? Cái máy gì đó hát theo. Dạ. Rồi bây giờ hát coi. Hát cho cô nghe đi, cô mua bia cho uống. Dạ. Hát không? Hát đi rồi uống nè. Cái gì? Đem vô nhà hả? Nó biết. Nó biết cha mẹ anh chị nó biết. Biết đồ ăn. Tới cử ăn chưa kịp đem cho nó là nó la làng nó chửi em. Dạ. Trời, một hoàng thượng đế, em cứ tùm lum như thế. Vậy hả? Không, trời ơi, vậy? Rồi, rồi, cô mấy anh em lận? Bốn trai, ba gái. Rồi cô thứ mấy trong gia đình? Chị hai đây hả? Vậy là còn mấy người kia thì cũng có chồng, có vợ đàng hoàng hết. Có nên có, còn mấy đứa, còn nhỏ em út thì nó có chồng, nó lại thời rồi. Có chồng mà thôi chồng hả? Có chồng. Nó đang ở với mẹ, có nuôi đứa cháu đó. Ờ. Vậy là chỉ có anh này bị bệnh thôi. Mẹ nặng lắm. Ừ. Rồi mẹ với ba cũng lơ lơ lửng lửng nữa. Thằng Phước còn thằng một thằng nữa cũng như thằng kia thì nó biết đi bán số. Ờ. Thì nó nặng được. Ờ. Kia nó biết tiền, còn nó nặng lắm đó. Thằng kia cũng bị khờ luôn hả mà đều biết đi bán vé số. Tâm thần không đó. Gia đình anh em tâm thần không đó. Rồi như vậy mình có sổ nghèo không? Có. Mấy người tâm thần vậy thì tới tháng cũng có tiền nữa nè. Bả lãnh hai hai đứa đó hàng tháng. Dạ. 300. Nhiêu? 300 hả? 300 rồi 400-500 luôn. Bây giờ biết hát không nè, tôi lấy tiền cho nè. Hát cô cho tiền bia uống, hát bản đi. Hát bản lại đi con biết hát không hát đi. Hát đi rồi tôi mới cho. Hát cho cô cho tiền nè. Hát đi. Hát bản đi. Nghe hát cho cô cho tiền nè. Ở bài nào hát? Được. Có máy mới hát được. Có máy mới hát được phải không? Máy hát bài gì? Máy hát bài gì? Máy hát bài gì đó hát đi. Hát bài cho cô nghe đi. Có máy hát bài gì? Bây giờ tôi phục vụ luôn, tôi lấy cái máy ra cho nè. Hát cho nghe máy nghe đó. Máy hát đi, hát bài gì nghe, hát cho cô nghe nha. Rồi cô cho tiền. Hát bài gì mà bấm vậy? Hát bài gì? Thường thường nó hát bài gì? Chắc cà đau hả? Hát cà đau vậy? Không đánh bà đau. Không đánh bà đau. Ôi trời. Không đánh bà đau. Không đánh bà đau mà nói chắc cà đau. Không đánh bà đau. Hồi nào giờ cũng mới nghe không đánh bà đau. Không đánh bà đau. Hát nghe, hát cho lớn lên.
cao luôn. Cao bữa nay có dịp cổ đi ngang đây nè con ơi, chứ rồi thấp thân này nè nó mới nói lên cái tôi chực nhớ lại. Ừ phải rồi, đi luôn xuống dưới đây đi, nói giùm cho cưng đi chứ mình không có giúp gì được. Cha gao ơi, không đánh mà đau, không đánh thì sao đau hả? Người ta không có đánh thì sao đau? Karaoke không đánh mà đau. Kìa ca kìa. Khoan, mở nhỏ nhỏ để dính tiếng nhạc. Bộ quảng cáo hả? Ông đổi tiêu trời. Cha con đi. Kìa ổng kìa. Ba. Ông ba cái bán, cái bán của nó đâu ông ba? Đi ra đi ấy rồi, đi sửa rồi. Bà đi vô sửa, bà đợi chứ gì. Rồi ca đây, không đánh bà biết đâu. Biết chữ không? Hả? Biết chữ không? Ở trong đó ca cũng ra. Ừ, đưa vô lỗ tai đi nghe nhạc rồi ra ca. Ca đây, cho ca chưa? Chưa, không lên tiếng. Lên tiếng, người ta đã bỏ nhỏ tiếng mà. Rồi đánh vô ca đi. Rồi ca đi. Không đánh bà đâu. Rồi ca đi, cái đó cái mì đó. Ca, ca lớn lên. Coi chồng nó hát, nó mới hát theo được chứ. Vậy hả? Mở tiếng hát chứ không phải tiếng cao coi hả? Ta hát rồi, hát ghép, ta hát rồi. Đây, tôi mở lại cho. Tôi ngồi kế có sao không? Không. Đâu có gì đâu, bình thường. Nhạc không đánh mà đau. Mở ra tôi phá ra tôi đi. Đi không được. Người ta bắt cóc mất tiêu á. Hồi lần nói nặng hay hồi lần với chị Sáu là có lễ thì tới nói lần với chị Sáu. Rồi ở bên trên đường 4 mình có chiếc ghe cái đoàn đi đó. Ừ. Nó xuống nó đi. Nó đi rồi nó lên mình kiếp muốn chết luôn cái đẹp ở đâu nữa. Nó mới đi lại. Người ta gì hết trơn rồi nó có cái ghe đó, nó xuống cái ghe đó, cái ghe đó người ta chạy về tới ngoài chợ. Được không? Được. Nghe được hả? Chỗ cũng xinh bảy. Ca lớn lên nha. Rồi nó mới lại không phải. Ca đi con. Ca đi. Không đánh mà đau ca đi. Ca. Để nó nghe, cho từ từ nó đi. Lời xa thôi để sang đến đời đường đầu. Loạn mang thôi cho em đến bước sang em. Cớ sao đường đời thay thật đời đắng đời lòng đau. Nửa đêm trong bây giờ đói đời đổi đó. Không lần ngờ đây tên là xưa nó để lên cầu. Anh lần đành đành không có đâu. Tên là xưa nó để lên cầu. Yên bên cầu ai đã đợi đã đồng mà đâu. Không đánh mà đau, không đánh mà đau, không đánh mà đau, không đánh mà đau khi người xưa đã bỏ ta rồi. Không đánh mà đau khi người xưa lời xa mất nhau. Là chẳng ra gì. Đời em tay trắng anh như nhiều đứng gọi mộng tên. Cảm ơn Úc. Khi là xưa đã đợi riêng đầu. Đời đừng đau khi người xa lại xa mất nhau. Lần thôi nói đâu em lần ta nên đợi u sầu. Dạ, đưa đứng lên ca đi. Ừ.
Đó, cầu thấy anh đời buông đời buồn đau. Không đánh mà đau. Đó đi. Rồi đỡ ba tao. Được rồi. Cảm ơn cô. Chú luôn được hát gì trong lòng vui không? Vui. Biết đếm tiền không? Biết. Đâu đếm coi đó như tiền. 20. Ô 40. Nhiều quá nhiều. Đếm đàng hoàng lại. Đếm đàng hoàng coi nó nhiều đâu ai lấy đâu. Đâu có nhiều. Nhiều ba tấm nó nhiều. 40. 50. 50. Ờ, mua bia nhậu ai. Mua bia nhậu cô không có cho đâu. Ờ, mua nước ngọt thì uống đi. Cô cho là chỉ để mua đá uống. Đá uống. Rồi mua nước ngọt uống. Mua nước đá, nước ngọt là uống. Cô không có cho. Cô là uống bia. Trời bệnh tật rồi con. Chị nó mình bệnh tật rồi, không uống bia nữa. Mua bánh ăn nha. Ba. Mẹ lấy sao mẹ sẽ về đó ba? Đợi lấy cái máy, sửa máy, đợi lấy máy cho cưng. Ừ, để tiền đó lận thôi, trả tiền sửa máy nữa kìa. Ừ, trả tiền sửa máy đó. 40. Ừ. Tiền rồi, sửa máy. Về, giờ trả tiền cho bảo 20. Ai biết đâu đúng ca gì, ca mà tự quên. Nhớ đậu cà đâu có gì. Đi làm sao được mà nói có tiền á, thôi đi quên chân buộc lại sao đi. Đâu đi gặp đâu. Ừ, buồn không? Buồn. Buồn không? Buồn. Sức ra rồi đụng nó đâm đầu chạy con. Chạy cái mới nhậu. Đi ra ngoài đường mới nhậu. Đâu có tránh xe được đâu. Dạ. Thôi thì hôm nay thì Út Hà đến đây chia sẻ cái hoàn cảnh này thì nhờ cô chú mấy quý mạnh quân xem đủ duyên thì giúp đỡ cho em. Dạ, thôi đang quay phim mà hai điểm không biết. Tôi cũng cảm ơn cô nha. Dạ, dạ. Tôi cũng cảm ơn mà mấy cô mấy chú hết. Cô Hoàng Giáo Hòa Hảo hả? Tôi ở xóm đây hả? Chứ không bà con trong đạo Hoàng Giáo Hòa Hảo phải không? Đúng rồi. Dạ. Qua ngày mai mốt cái lễ Phật trình cô có đi không? Chàng ơi, dạ cả rồi cô ơi không có đi. Dạ. Đi rồi xe cộ tiền bạc nữa không có đi. Dạ. Đi đó. Rồi cô có thuộc cái đoạn giáo lý nào của thầy không? Có thuộc một vài điều hả? Điều, điều ta 10 điều đó. Oh. Rồi điều thứ nhất rồi mình thuộc chỉ đó được. Đâu đâu cô đọc sơ sơ con nghe cái hơn này. Con đọc con thấy nhân hậu. Nam Mô A Di Đà Phật. Điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ. Làm chung chung khỏi còn nhiêu. Dù ai nặng nhẹ trăm điều. Biết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đăng dây con đó. Có ngại lòng không khó tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian là điều quyển quạt chớ mang trong lòng. Nam Mô A Di Đà Phật. Quá tuyệt vời cô nhất. Ơi, dạ con cảm ơn con nha. À. Dạ thôi thì cũng kết thúc cái video này. Út Hà cũng không quên gửi lời chúc đến sức khỏe quý cô chú, quý anh chị và toàn thể em Út, quý khán giả trên đường lai trong và ngoài nước, lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Thì hôm nay Út Hà cũng đủ duyên được đi chung với kênh YouTube của là Sơn Miền Tây hả con? Sơn Miền Tây. Thì em chuyên quay về những cảnh đồng quê lúa ruộng. Thì cũng mời cô chú với anh chị vào tham gia và đăng ký giúp em. Em cũng mới tạo kênh đó, Sơn Miền Tây nha cả nhà. Chào khán giả đi em. Chào đi.